Rồi, mọi người cùng tập trung, chúng ta học câu số 92. Name one state that borders Canada. Trả lời: Alaska. Học từ vựng nha mọi người. Name, nêu tên. One, một. State, tiểu bang. That, mà. Border, tiếp giáp. Ngôi thứ ba, số ít động từ sẽ thêm s cho thì hiện tại. Borders. Hiểu sang nghĩa tiếng Việt, hãy nêu tên một tiểu bang mà giáp với nước Canada. Trả lời: Alaska. Rana sẽ đọc 3 lần ha. Name one state that borders Canada. Alaska. Name one state that borders Canada. Alaska. Name one state that borders Canada. Alaska. Và từ khóa của câu này chính là Canada. Canada. Có một vài tiểu bang tiếp giáp với lại nước Canada. Và Rana chọn đáp án Alaska bởi vì nó có ba chữ A cũng giống với lại từ Canada, đúng không mọi người? Sẽ giúp mọi người dễ nhớ hơn. Tiếp tục mọi người cùng xem phiên âm sang tiếng Việt và cùng tập đọc. Alaska. Alaska. Bây giờ thực hành nha. Rana sẽ đọc câu hỏi và nếu mọi người nghe được hết câu hỏi hoặc là nghe được từ khóa thì trả lời nha. Bắt đầu. Name one state that borders Canada. Đúng rồi, lần nữa nha. Name one state that borders Canada. Rana cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.